Anh em họ hàng với giống như gà mình trên trên rảnh à. Lông này đậm hơn chút. Mà này chưa lú cửa kìa, con trên mình lú khúc rồi. Còn bà này chút xíu đẻ nè. Đẻ trứng chắc bà cỡ 9 cúc à. Gà nồi. Mày chắc lai che. Ba con. Này chốt cái nuôi trong cái bội. Con gà tích cực nó mổ kìa, mà mổ lắm, cái mổ nó bị thương từ nhỏ á, nó mổ đâu được đâu, còn ở đây nó mổ không, cái này á, gì chút cái chút phải đút cho nàng á, cái mổ nó mày thấy cái mổ nó không, nó bị méo một bên vậy đó, nó mổ đâu được đâu, đâu cũng tội nghiệp ha, nó bị từ lúc nhỏ mà đút nó đang tới bây giờ luôn đó. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình mời cả nhà đi xuống nhà dì Trúc chơi. Dì Trúc làm món cá tra nhúng giấm. Mời cả nhà cùng xem với gia đình dì Trúc nha, mình cho vui nha. Rồi. Nay có nhà dì Trúc có con cá tra rất là bự luôn kìa. Đang nằm trong cái bọc kìa. Cá nhiêu ký mà? Cá tra. Cá này 3,6 kg. Rồi. Mà 35.000 ký. Vậy là cá này là cá nuôi rồi. Cá nuôi. Cá nuôi bè. Bè. Mà thằng nuôi bè đó này chắc nó sót lại hay sao á chứ nuôi bè đâu ra ai để bự vậy à. À, bữa nay dì Trúc đi bán một chút mua con cá này về nhúng giấm nè. Trời ơi, cá bự quá lấy 2-8 thớt rất như cá cầu à. Không biết làm sao với con cá luôn. Mắc cái cầu quá. Nhà gia đình nhỏ cái gì cũng nhỏ nhỏ, gia đình nhỏ hạnh phúc to. Biến gì á, chào chào mới gì chú. Ừ, khai đau luôn á, mới mua đó, mới mua để cắt nghe để phi lên cá không. Ừ, con sao nè, xương thì lấy đồ chặt nha. Còn đưa con phi lê ăn cá là xương dục ra chó không thèm ăn luôn. Hết xương luôn. Là hết thịt luôn, đâu có gì dính trong xương đâu. Tao khéo làm để cho nó không biết. Nó khéo. Vậy là khéo rồi đó. Ừ. Nhìn con về với ngoại mà ông phi lê là mấy là ông anh hai anh Phương nói là dục ra chó không thèm ăn. Bụng để ghiền quá. Chừng nào về á? Chừng nào về lọt rồi bỏ xuống rồi. Đâu á, con cá này nó nuôi bè á, nếu mà bà sắc nhau mỏng mỏng quá là nó gã nhúng vô rồi nó gãy á. Nếu mà con cá này mà mình nuôi ở nhà mà cỡ bay lớn vậy ha, chắc mỏng mỏng càng mỏng vô nó săn lại dai sực 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 luôn. Mà con cá mà nếu mà mình nuôi ở nhà mà cỡ bay lớn vậy chắc cũng đâu mấy năm trời. Chỉ đâu không thấy rồi. Bây giờ thấy mình là chỗ với thịt á. Rớt xuống bể không chú Út? Hả? Rớt xuống bể không? Không biết nữa, hình như bể không nhiều lẽ làm gì. Cứ bể này à. Đó, rồi rồi. Trái thấy non, dẻo, cho nhỏ xíu à. Này chắc nấu rồi, có 3 trái. Rồi, hình như xì nước hay gì rồi. Đúng rồi.
Ê, trời đá luôn. Mua có hành hư rồi không? Hư trong ruột hư ra. Mình phi miếng hành à, hành tím. Mình trộn mình thơm. Trời nghe mùi nó thơm. Nghe mùi nó đói bụng tái nữa này. Hay là tải đói bụng ra. Nghe mùi nó bụng. Chắc sợ rồi giờ muốn lắc ớt lên để anh chàng cái gì á. Rồi sắp mấy cái xương vô trong vô nữa. Xương mình không để vô nước á. Để vòng vòng sắp vòng vòng á. Xương hồi mình bắt vô nước mình để luôn á. Đời quá. Để lên vài lát hành tây lên cho nó màu mè cho nó đẹp đẹp thơm. Thơm thơm. Còn cái kia thì mẹ mình để vô trong nước cho nó ngọt. Còn đây là mớ xí quách cá cha để vô nước nấu cho nó ngọt rồi được rồi, rồi xong rồi đó. Được rồi cái đó nấu ướt luôn đi cá ra nước luôn. Cá làm gì à? Dĩa, dĩa này dung luôn. Quá đã. Dung trùng luôn. Bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nước để mình nhúng tái bí lụ. Làm nước rồi chế tỏi mỡ hành. Chế tỏi, hành tím. Xong mình sẽ đổ nước dừa và giấm vô. Đây giấm này. Này có thêm nước. Thêm nước à. Nhưng mình cho ăn được nửa chén giấm rồi. Xong cái mình sẽ cho xương vào mình nấu cho nước ngọt rồi nó ra như cá như xương này nè hết hồn. Cá cha tả bí lù uống với rượu chỉ quýt. Rượu này chị bệnh quýt nè, rượu nấm linh chi. Có chú Út ai cho anh dễ có chú Út cho à. Cho một bình rượu nấm linh chi à. Của con dâu làm cho ông già chồng uống. Ông già chồng cho lại anh vợ hả? Em vợ. Rượu trị bệnh quýt. Đây, xong rồi đây, vậy chút làm xong một nồi nước. Tải bí lù. Rồi, cái này là cái bong bóng. Thơm ghê luôn, giấm thơm. Giấm nước dừa. Rồi, mời cả nhà vào vị trí. Về vị trí bắt lên. Rồi lên. Xin chào mọi người. Bữa nay nhà mình gia đình mình đó, có bài xịt cá nhúng giấm. Mời mọi người dùng với gia đình mình nha. Rồi mời cả nhà dùng với gia đình một chút nha. Gặp bữa dùng cơm. Gia đình mình nha thân mặt. Quá trời một bàn luôn các bạn nhìn quá trên này. Rồi, rồi. Đây. Đó, nguyên một bàn rồi thấy không? Còn cá thôi. Cái này á. Ăn một miếng thôi. Quá ngon luôn. Đất sôi ốc ốc. Thơm nghe, ngon giấm thơm. Thơm dữ lắm. Rồi từ từ cái mà để nhiều quá nó gã kìa. Rồi, nhiều ra ăn đi rồi lấy cái lấy nữa.
chảy nước miếng chưa? Các bạn nào chảy mồ hôi lưỡi chưa? Chứ mình đang là chảy ở cực cực, bụng sôi gục gục rồi. Chén nước chén nằm đổ chứ giờ chứ. Bụng nữa. Vậy nè, vậy là vừa nè. Trời ơi, còn sống nữa mẹ. Không có, nói chuyện mẹ nói vậy là sắc vậy là sắc dựa, tính tưởng đâu mẹ nói vậy là ăn được. Đâu có, chưa đâu con ơi. Đó. 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 Đèn luôn ha. Đèn tự động tắt à. Đó. Đó. Tự động luôn à. Đèn automatic nhúc nhích là gớt. Bánh tráng này ngon à. Phải ăn tráng dày không phải ăn tráng mỏng. Cá với lù mà cá bự cái này đang mới ngon. Lấy cốt đi. Rồi lấy ra này nha. Chưa tới thanh minh lấy cốt ạ. Để tới ấy nha. Rồi mạnh ai nấy lo từ ai nấy cuốn nha. Mạnh ai lo đó. Sa chú để luôn vậy kìa. Cái thương. Là nãy gì chúc cho nó lấy cái dĩa để cuốn mà bà hai bà nghe nó dĩa để cúng cho nên bà hỏi cái gì đó cái đó cúng vô năm một ly nhâm nhi tình bạn hai ly uống cạn tình sầu ba ly nằm đâu ngủ đó. Vậy đó hả? 4 ly là cho chó ăn chè. Hay gì quá hả? Dân nhậu nói à nho rồi dữ ha. À 4 là gì? 3 ly mới nằm là mỗi trái đầy gâu. 4 ly là nằm đâu ngủ đó. 5 ly là cho chó ăn chè là xong. Tới đó là rồi xong rồi. Có tới ly cuối cùng vợ dắt về nhà. Dắt không? Đó. Qua cái bầu rượu linh chi rồi mới dở cái bầu có 7 lít luôn á. Tặng nó mất luôn. Qua có ông xui tặng á. Tặng rồi tặng kia kìa. Để mà ăn cá này ngọt. Ừ, thật ngon. Thật ngon. Nó không có bị bụng. Này chắc nuôi lâu quá. Thì nó nuôi mà thường cái vụ nuôi bè ít này nuôi tới cái này lắm. Thường thường chừng 1 cái ký. Tại vì sao không dễ ăn. Cái bự quá khi ta ăn nguyên con ngán. Tính đâu nó không có dẻ ai ngờ nó thịt dẻ. Cái này làm được món gì phải không? Ờ, vậy phải không? Bột chiên giòn lăn vô. Cái lăn là bột chiên hầu chiên. Cái chín mà muối ra chiên nước mắm chiên chiên giòn là trộn ớt với nước mắm rồi. Được rồi đó mẹ. Con viết vô đây nào nội con. Cái chín là cái tắc nữa. Các bạn nghe tiếng gì không? Tiếng nhái rồi tiếng viên con gì nó kêu quá trời luôn. Nghe buồn não nề ha. Này mà chế mới giờ mưa xong mà ở ngoài gì nhà ngoài ruộng á. Buồn. Ăn xong ở nhà gì chút là cũng tối rồi các bạn. Những con ấy nó kêu quá trời. Ngoài đây không biết thấy được gì đâu. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi về. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Mặt trời đã xuống núi rồi.